cái ngày lễ Valentine, tức là ngày lễ tình yêu á, nó mới du nhập vô Việt Nam khoảng chừng mười mấy hai chục năm đổ lại đây, thì thành ra nó trở thành một cái lễ mà những cái người Việt Nam mình chào đón, bởi vì cái đó nó là một cái nghĩa cử rất là đẹp. Người ta giống như lễ Giáng sinh vậy đó, lễ Giáng sinh cái người Việt Nam mình đi chơi, những cái kể cả những người không đạo hay có đạo gì, người ta cũng tham gia cái lễ Giáng sinh đó, bởi vì cái ngày đó là cái ngày bình yên, cái ngày cả thế giới đã chúc mừng, thì cái đó là cái tinh thần hòa bình. Nhưng Thánh Valentine có rất là nhiều truyền thuyết, thành ra ở đây nó giống như là truyền thuyết vậy đó, chứ nó không phải là cái sự thật. Nên thành ra người ta dựa trên cái câu chuyện đó, người ta trở thành một cái ngày ở cho thế giới này, và cái ngày đó là ngày rất là tốt đẹp. Và cái câu chuyện về tình yêu, nhưng mà đi qua tới miệng của thầy Thích Nhật Từ á, nó trở thành một cái gì đó nó xa đọ, nó ghê gớm lắm, tầm bậy tầm bạ. Cái thời hoàng đế Claudius này á, chủ trương của ổng á là ổng cũng có cái vai trò của ông Claudius này á, là ổng đàn áp tôn giáo, quý vị anh chị em biết không. Chính vì như vậy đó, ổng mới ra một cái lệnh cấm. Hoàng đế Claudius đệ nhị á, ổng muốn xây dựng một cái quân đội hùng mạnh, cái đế chế La Mã hùng mạnh, ổng muốn tất cả đàn ông á là phải tham gia vô quân đội. Chính vì như vậy đó, tham gia vô quân đội đó, ảnh hạn chế cái chuyện gọi là dây dưa vợ con, để cho binh sĩ toàn tâm toàn ý để mà lên đường chiến đấu. Có rất là nhiều người đàn ông không có nhập ngũ, coi như là như vậy. Thành ra điều này nó làm cho ông Claudius này ổng tức, tức là nếu quý vị đọc sách á, quý vị sẽ thấy ổng tức. Ông ta nói rằng á, người đàn ông mà không có lấy vợ á thì sẽ đi quân ngũ mà không có bị vướng bận. Thành ra đó, ổng quyết định á, trong cái thời điểm đó là không có cho phép bất kỳ đàn ông nào kết hôn hết. Thì những cái người thanh niên, những cái cặp trai gái người ta đang yêu nhau á, người ta tức giận với cái luật của ông hoàng đế này, thấy không? Thì xuất hiện linh mục Valentine. Ông linh mục Valentine, cái tên của ổng là Valentino á, tức là cái tên tiếng Latin á, thì ổng không có ủng hộ cho cái đạo luật này, bởi vì ổng là một linh mục mà ổng đứng ra, ổng xe duyên, ổng đứng ra ổng làm lễ cưới cho các cặp tình nhân. Sau khi mà hoàng đế Claudius này ban hành cái quyết định gọi là cấm tổ chức đám cưới, linh mục Valentine á, ổng mới tiếp tục ổng đứng ra ổng làm đám cưới chui, tức là ổng cũng làm phép làm thanh, làm phép làm lễ cho những cặp tình nhân đám cưới chui. Thì ổng tổ chức đám cưới ở trong mấy cái phòng gọi như lén lút thôi. Đó là Thánh Valentine là như vậy. Thì cho cô dâu chú rể rồi đọc lời nguyện cầu cho đám cưới rồi đó, đại khái là vậy. Thì trong một đêm Thánh Valentine đang làm đám cưới cho một cặp tình nhân, thì ổng mới bị lính nó ập vô, cái đôi tình nhân á người ta mới trốn thoát được. Thì nhưng mà ông linh mục ổng bị bắt, ông linh mục ông Valentine ổng bị bắt. Thành ra đó, ổng bị đưa ra tòa và ổng bị kết án tử hình. Đó, thì những cái ngày mà ổng bị nhốt ở trong tù á, những người ta là tín đồ, những cái người mà yêu mến ổng á, người ta đến rồi mấy cái cửa sổ á, người ta mới giục cái bông hồng, rồi người ta ném những bức thư qua cửa cho ông Thánh đó. Và người ta tin vô cái tình yêu, người ta cũng viết rất là nhiều bức thư để mà gửi vô trong tù cho Thánh Valentine, đó không? Thì có một cái cô gái là em của cái người cai ngục á, thẩm phán á, cái người cai ngục á, được cái người anh của mình á cho phép vô tù thăm linh mục Valentine. Thì cái cô này vô mới cảm mến công linh mục, khi mà trò chuyện như vậy đó, làm cho cái tinh thần của ổng mới vui hơn. Thì cái ngày mà ổng bị hoàng đế xử, ổng xét xử ổng á, hoàng đế Claudius xét xử đưa ổng đi lên tử hình, nó chém đầu á, thì ổng có viết một cái bức thư. Ở trong cái bức thư đó là ổng bày tỏ, ổng nói rằng nhờ cái tình yêu của con người, cái sự yêu thương của tha nhân, con người biết thương nhau, tôn trọng nhau, thì nó là cái tình bạn và nó tình vợ chồng, tình yêu thương. Ổng có giải bài ở trong cái bức thư đó, thành ra là ổng mới viết một cái từ mà trong đó, khi mà cái tiếng Anh sau này họ mới dịch ra là form your Valentine. Thì á, là tức là từ cái lá thư, cái chữ do này á, là của ông, của con, của chị, của em, của bác, của chú, của ông, của nội mày á, đại khái là vậy. Tiếng Anh nó dịch ra như vậy, là form your Valentine, tức là Valentine của con, của em, của chú, của ông, của nội, của bà, của nội mày á, đại khái tiếng Anh nó dịch ra chữ là form your Valentine. Thì đến cái lúc mà qua cái miệng của Thích Nhật Từ á, là thành của anh, mới chịu. Thành ra người ta chính vì như vậy, cái ngày mà Thánh Valentine bị tử hình là ngày 14 tháng 2, tôi giải thích ngắn tắt thôi. Nó có rất là nhiều cái truyền thuyết khác về Thánh Valentine nữa. Thì tức là cái tình yêu á, cái ngày Valentine ở bên Việt Nam á, quý vị bị nhiễm, quý vị cứ nghĩ là Valentine là lễ của tình nhân, không hẳn. Ở bên các nước khác là cái ngày đó bạn bè người ta cũng trao quà cho